Đợi chừng hơn một tiếng, gã theo dõi mới báo cáo với bà ta. Lâm phu nhân, hình như Lâm Tổng có việc phải đi trước, chỉ còn Hồng Tuyết Oánh vẫn đang đi dạo. Nó đang ở lầu mấy? Chỉ có một mình cô ta, quá tuyệt vời, con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Hôm nay tao sẽ khiến mày phải thân bại danh liệt. Tầng 5 ạ, có trợ lý đi cùng, xách theo không ít đồ. Tiếp tục theo dõi. Họ đang lên thang cuốn, xuống thẳng tầng 1. Tốt, chuẩn bị hành động. Tầng 1 của trung tâm thương mại, nơi có đông người và nhiều cửa hàng nhất, rất nhộn nhịp và sôi động. Toàn thân Hồng Tuyết Oánh đều là hàng hiệu, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, trang bị đầy đủ. Phía sau cô ta là trợ lý chuyên xách đồ, tư thế rất hiên ngang. Thì thoảng có một vài người qua đường quay lại nhìn cô ta, đoán xem cô ta có phải là Hồng Tuyết Oánh hay không. Đó là Hồng Tuyết Oánh ư? Chụp ảnh mau lên, lần đầu gặp được minh tinh đấy. Wow, đúng là Hồng Tuyết Oánh rồi. Cô ấy thanh mảnh và xinh quá, da còn trắng hơn trên tivi nữa. Tôi muốn xin chữ ký của cô ấy. Hồng Tuyết Oánh đã sớm quen, minh tinh xuất hành đương nhiên sẽ thu hút người qua đường vây xem. Cô ta ưỡn ngực đứng đó càng thêm kiêu ngạo. Thang cuốn chậm chậm đi xuống, đám fan đứng bên thang cuốn đối diện vội vàng lao xuống, không ngừng giơ điện thoại chụp cô ta. Tuyết Oánh, Tuyết Oánh, em là người hâm mộ của chị, em sẽ luôn ủng hộ chị. Hồng Tuyết Oánh hào phóng tươi cười, quay đầu lại, vẫy tay với cô bé nữ sinh kia. Cô bé nữ sinh ngây ngất trước đôi mắt phóng điện của Hồng Tuyết Oánh, hận không thể trèo sang thang cuốn đối diện. Ôi, đáng yêu quá! Tuyết Oánh, I love you! Chiếc thang cuốn dài hôm nay trở nên nhồn nháo, khách hàng mua sắm ở các tầng khác nhau cũng bị thu hút bởi cảnh này, nhao nhao nhìn qua. Đối với người hâm mộ mà nói, vô tình gặp gỡ đại minh tinh là chuyện vô cùng hưng phấn. Thang cuốn dần di chuyển xuống dưới, Hồng Tuyết Oánh cười dịu dàng chào hỏi người hâm mộ. Cho đến khi... Hồ ly tinh, hãy chết đi! Một người phụ nữ trung niên, trên dưới 50 tuổi hét to. Sau đó nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay Hồng Tuyết Oánh, kéo cô ta rời khỏi thang cuốn. A! Hồng Tuyết Oánh kinh hãi hét to, lao dúi dụi xuống, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Bà là ai hả? Cô ta phẫn nộ hỏi, giọng không lớn lắm, cô ta vẫn luôn chú ý đến thân phận minh tinh của mình. Ai ngờ, 5-6 phụ nữ trung niên khác cùng tiến lại gần, tay chống nạnh bĩu môi, trừng mắt vây quanh cô ta. Chân bậc lên xuống thang cuốn trong các cửa hàng lớn, giữa tiếng người huyên náo, nhóm phụ nữ liền tước dây đai, lột trần Hồng Tuyết Oánh. A! Giữa phòng vây người, chỉ nghe thấy tiếng Hồng Tuyết Oánh liên tục thét chói tai, cũng như thấp thoáng nhìn thấy từng mảng da thịt lớn trắng như tuyết của cô ta. Bảo vệ trung tâm định chạy đến hỏi han đều bị mấy gã đàn ông cường tráng ngăn lại. Trợ lý muốn hỗ trợ, nhưng đối phương đông như vậy, cô ta không thể lách vào được. Alo, 110, tôi muốn báo cảnh sát. Trợ lý còn chưa nói hết câu, Chu Mạn Ngọc đã giật phát chiếc điện thoại, ném mạnh xuống đất. Bà là... Trợ lý mở to mắt hoảng hốt, cằm như muốn rớt xuống, giọng nói thoáng chốc nhũn ra. Lâm phu nhân. Chu Mạn Ngọc không rảnh quan tâm đến trợ lý, theo hai vệ sĩ đi xuống, đứng trước mặt Hồng Tuyết Oánh. Lúc này, Hồng Tuyết Oánh đang nằm dạp dưới đất, quần áo trên người đều bị lột sạch, toàn thân không một mảnh vải, cô ta cũng không dám ngẩng mặt lên. Đám đông vây quanh đều nhìn thấy rất nhiều người cầm điện thoại quay phim hoặc chụp ảnh. Chu Mạn Ngọc tức giận đến nỗi, hai mắt đỏ ngầu, lại gần, túm chặt mái tóc dài của cô ta, trực tiếp nâng mặt cô ta lên. Chụp cho rõ vào, cô ta là Hồng Tuyết Oánh, chính là đại minh tinh Hồng Tuyết Oánh. Hồng Tuyết Oánh có chết cũng không ngờ mình sẽ gặp phải cảnh như ngày hôm nay. Nỗi xấu hổ cùng cực nhấn chìm cô ta, khiến cô ta bất lực tột độ. À, bà làm vậy là phạm pháp đấy biết không? Cô ta vừa khóc vừa nói. Phạm pháp?
Loại người làm tình nhân như mày còn biết đến pháp luật cơ à? Chu Mạn Ngọc cười lạnh nói. Lúc mày ngủ với chồng người ta thì không phạm pháp, lúc mày lừa chồng người ta thì không phạm pháp. Hai tay Hồng Tuyết Oánh ôm ngực, khóc to phủ nhận. Tôi không có, tôi không có, tôi với chồng bà không có gì hết. Không có, dám làm không dám nhận đúng không? Căn hộ sang trọng kia là ai mua cho mày? Vừa rồi là ai cùng mày đi dạo phố mua đồ? Mày nói thêm câu nữa không phải chồng tao thử xem. Hồng Tuyết Oánh phản kháng, nhưng địch nhiều ta ít, sự phản kháng của cô ta không hề có tác dụng. Chu Mạn Ngọc bảo người bên cạnh nắm chặt tóc cô ta. Bà ta xắn tay áo lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Tuyết Oánh. Mấy cái tát vang lên chua chát, hết sức mạnh mẽ. Người vây xem càng lúc càng nhiều, đám fan hâm mộ của Hồng Tuyết Oánh nhìn đến ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Vợ cả đánh vợ bé, Tuyết Oánh là người thứ ba sao? Chuyện cô ta được bao nuôi đều là sự thật. Trên màn ảnh, Hồng Tuyết Oánh luôn đi theo con đường ngọc nữ thanh thuần. Khi tin đồn bao dưỡng xuất hiện, đám fan hâm mộ không tin, nói thẳng những tấm ảnh kia là lập lờ, đánh lận con đen. Tiên nữ nhỏ của họ sao có thể ở chung với một ông già? Thế nhưng, sự thật như vả vào mặt. Cái gì mà ngọc nữ thanh thuần chứ? Cô ta vốn chỉ là người thứ ba phá hoại gia đình của người khác, là một con điếm mà thôi. Chu Mạn Ngọc vừa đánh vừa mắng. Vợ chồng tao hạnh phúc vui vẻ hơn 20 năm nay, vì may mà ông ấy không trở về. Mặc kệ mấy đứa con gái, mày nghĩ tao có thể bỏ qua cho mày sao? Đồ điếm, đồ súc sinh, ba mẹ mày không dạy mày đạo đức làm người hả? Chị ông kính vào đây, để ba mẹ mày, họ hàng nhà mày nhìn cho rõ. Con gái nhà họ ở bên ngoài dụ dỗ chồng nhà người ta mà mặc kệ không quản. Hồng Tuyết Oánh muốn phản kháng nhưng tiếc là chống lại không nổi. Còn Chu Mạn Ngọc thì đánh đập cô ta càng tàn nhẫn hơn. Cô ta chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ. Lâm phu nhân, tôi không dám, tôi không liên lạc với ông ấy nữa. Bà bỏ qua cho tôi đi, tha cho tôi đi. À, giờ mới xin tha thứ hả? Muộn rồi. Chu Mạn Ngọc không giảm bớt lực ở tay, nhìn thấy lớp da thịt bóng loáng liền cấu véo. Mất nết, cho biết thế nào là dụ dỗ chồng tao, cho biết thế nào là dụ dỗ chồng tao. Hồng Tuyết Oánh không ngừng gào khóc gọi người, trên cơ thể trắng nõn lập tức xuất hiện từng chấm đỏ. Cô ta xin tha không được, định quay sang đám đông cầu cứu. Cứu, cứu, ai đó cứu tôi với. Cô bé nữ sinh lúc nãy len ra khỏi đám người. Hồng Tuyết Oánh như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, vươn tay về phía cô bé. Em gái, cứu chị với. Cô bé nữ sinh bước lại gần, nhổ thẳng bãi nước bọt vào cô ta. Đồ xấu xa, thích chị 3 năm trời là do mắt tôi bị mù. Hóa ra chị lại là loại đàn bà không biết xấu hổ như vậy, tôi phỉ nhổ. Vừa nghe nói là vợ cả đánh vợ bé, đám đông vây xem không một ai tiến lên ngăn cản, thậm chí còn có người thầm mắng đáng đời kẻ thứ ba. Chu Mạn Ngọc đành đến nỗi mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay run rẩy nhưng bà ta vẫn chưa hả giận. Bà ta cầm đôi giày cao gót của Hồng Tuyết Oánh trên nền đất, bổ từng nhát lên người cô ta. Vợ cả hành hung vợ bé, cảnh tượng trước mặt cực kỳ hoành tráng. Tiếng hét khản giọng của Hồng Tuyết Oánh cùng tiếng chửi rủa đầy căm phẫn của Chu Mạn Ngọc hòa vào nhau vang vọng khắp trung tâm mua sắm. Trên lan can tầng nào cũng đầy kín người xem, từ dưới nhìn lên một vòng toàn là đầu người. Có rất nhiều người đang phát trực tiếp lên mạng. Người Hồng Tuyết Oánh đầy vết thương, đau đớn nối tiếp, hình tượng không mảnh vải che thân này khiến cô ta khó chịu đựng nổi. Mấy lần cô ta định che mặt, nhưng tóc lại bị một người phụ nữ to béo kéo giật ra sau, khiến toàn bộ khuôn mặt phơi bày rõ ràng trước mọi người. Phẫn nộ, nhục nhã, hoảng hốt, khuất nhục, chỉ vài phút ngắn ngủi, cô ta như bị lăng trì. Tao và ông ấy đã trải qua hơn 20 năm, cho tới bây giờ vợ chồng tao luôn một lòng một dạ. Mày đê tiện chạy tới dụ dỗ chồng tao,
khiến ông chồng tử tế của tao bị mày mê hoặc, có nhà cũng không buồn về. Để tao xem, mày thân bại danh liệt, ông ấy còn muốn mày nữa không? Chu Mạn Ngọc vừa đánh vừa mắng. Tuổi còn trẻ thì tìm ai mà chả được, sao cứ phải bám lấy chồng người ta? Coi như mày không may động phải tao, tao cũng không phải là người dễ nói chuyện đâu nhé. Hừm, không phải mày toan tính bòn rút tiền của ông ấy sao? Tao cho mày biết nhé, cái con đê tiện kia, tiền của ông ấy đều nằm trong tay tao. Ông ấy cho mày bao nhiêu thì mày phải nhả ra từng ấy, thiếu một xu là tao đánh. Mày nhớ rõ cho tao, trong vòng 3 ngày, giao toàn bộ những thứ ông ấy đã cho mày ra đây, toàn bộ. Chu Mạn Ngọc càng đánh càng hăng, trong khi mấy người phụ nữ trung niên đánh đã mệt thì bà ta vẫn còn ra tay. Cứ thế nhắm vào khuôn mặt sưng đỏ của Hồng Tuyết Oánh mà nện. Nghe thấy chưa? Hả? Nghe thấy chưa? Hồng Tuyết Oánh đã khóc đến tê liệt, khàn giọng không thốt nên lời, chỉ còn biết gật đầu mạnh. Cô ta không ngờ vợ của Lâm Bồi lại độc ác như vậy, không hề quan tâm đến thể diện gì cả. Toàn bộ quá trình kéo dài trong nửa giờ. Phụ nữ vây xem biết là đánh vợ bé thì ai cũng vỗ tay khen hay. Đám đàn ông xem không muốn rời đi, ánh mắt hèn mọn, bỉ ổi, dò xét đảo qua đảo lại trên người Hồng Tuyết Oánh. Nhìn gì vậy? Một người phụ nữ kéo chồng đi. Loại hồ ly này chồng đã thấy ghét. Ông muốn nhìn thì đừng có động vào tôi. Không nhìn, tôi chỉ vô tình trông thấy thôi. Loại phụ nữ đấy, cho tôi cũng chả thèm. Biết thế là tốt, đi thôi. Đi 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 đi. Gã đàn ông vừa dỗ vợ, vừa lén lút quay đầu lại nhìn. Đánh mỏi, đánh đủ rồi thì đám người Chu Mạn Ngọc bỏ đi. Nhưng đám người vây xem vẫn không chịu tản mát, đặc biệt là đàn ông. Đây chính là đại minh tinh đó nha. Hồng Tuyết Oánh nhếch nhác, nằm co quắp không nhúc nhích trên nền đất. Không lâu sau, xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng tới. Trò khôi hài này rốt cuộc cũng hạ màn. Tuy chuyện đã qua, nhưng clip và ảnh chụp trên mạng lại đang lan truyền nhanh chóng. Đây có lẽ là những hình ảnh mà Hồng Tuyết Oánh không muốn nhìn thấy trong đời. Bị đánh ở các góc độ khác nhau như thế nào, biểu cảm ra sao, đều được ghi lại một cách chân thực và tàn nhẫn, tạo điều kiện cho mọi người chế giễu. Rõ ràng lại là một hot search. Trong lúc Lâm Thiển đang tìm kiếm tin tức về Đại Thanh Sơn thì đã vô tình ấn đến tin. Vợ cả đánh vợ bé dữ dội ở bên ngoài, quá đã nghiền. Người trong đoạn clip kia rõ ràng là bác gái. Xem đi xem lại cẩn thận, tâm trạng của Lâm Thiển hết sức phức tạp. Chậc chậc chậc, tội lỗi quá. Cô lập tức gọi điện thoại cho Lâm Du. Alo, mẹ chị ở đâu đấy? Mẹ chị về chưa? Về nhà rồi, đánh đến nỗi cổ tay sưng tấy lên. Chị thực sự khâm phục bà ấy. Lâm Du vừa tức vừa đau lòng. Bà ấy không gọi cho chị, làm chị tức chết đi. Chuyện này chị đi xem náo nhiệt làm gì? Bên bác trai bảo sao? Bà chị đã gọi điện về, hai người lại cãi nhau một trận. Người đàn bà kia đang mang thai, bị mẹ chị đánh đến nỗi ra máu. Đứa bé vẫn còn chứ? Còn, là con trai, cho nên ba chị cưng lắm. Lâm Thiển rùng mình, khẽ thở dài nói. Ba chị làm cái gì thế không biết, lớn tuổi rồi còn làm mấy chuyện như vậy. Tình cảm của họ không phải vẫn tốt ư? Sao bỗng nhiên lại thành ra như thế hả? Đàn ông ngoại tình, bất kể tuổi tác, chỉ cần có cơ hội hay không mà thôi. Lâm Thiển nghe ra chuyện này đã khiến Lâm Du bị tổn thương. Phía Hồng Tuyết Oánh nói thế nào? Cô ta thì có thể nói gì? Nghĩ cũng biết, giờ trông rất thảm hại. Bác gái định thế nào? Không biết. Vậy mấy ngày tới, chị ở nhà chăm sóc bác ấy đi. Ừ, em cũng chú ý đến cơ thể, vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Vâng. Lâm Thiển đang định hỏi tiến triển giữa cô ấy và Cố Đông Quân, nhưng nghe giọng điệu mệt mỏi của cô ấy lại thôi. Trên mạng toàn là những lời mắng chửi, không phải mắng Chu Mạn Ngọc đánh người, mà là mắng kẻ bị đánh Hồng Tuyết Oánh.
Hồng Tuyết Oánh với tư cách là minh tinh thần tượng, luôn dùng hình tượng ngọc nữ thuần khiết xuất hiện trước mặt quần chúng, cố gắng bày ra vẻ tiên nữ hợp lòng người. Trước đó, tin đồn bao nuôi đã làm hỏng hình tượng của cô ta. Vì muốn cứu vãn hình tượng của cô ta, nên công ty quản lý đã trực tiếp phủ nhận tin đồn bao nuôi. Chỉ vài ngày sau, cô ta lại bị vợ cả hành hung trên đường. Rất nhiều người chứng kiến, rất nhiều hình ảnh đã bị chụp lại. Nghĩ tới cũng biết không xong. Có lẽ công ty quản lý đã hết cách cứu vãn, quyết định vứt bỏ Hồng Tuyết Oánh, không có bất kỳ hành động hay tuyên bố nào rõ ràng, mặc cho dư luận lên án. Độ nổi tiếng của Hồng Tuyết Oánh tăng rất nhanh, còn nhanh hơn cả sự nổi tiếng ở bất kỳ thời điểm nào của cô ta. Trong bệnh viện, Hồng Tuyết Oánh mặt mũi bầm dập nằm trên giường. Cô ta có triệu chứng sảy thai nên bác sĩ dặn phải nằm trên giường. Lâm Bồi ở bên cạnh lo lắng. Em yêu, em đừng khóc nữa. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Em bị như vậy, tâm trạng làm sao mà tốt được hả? Sao vợ anh lại hung hãn thế? Được rồi, anh sẽ không để yên cho mụ vợ xấu xa đó. Em yên tâm đi, về anh nhất định sẽ dạy bảo bà ta. Hồng Tuyết Oánh vừa khóc vừa nói. Bà ấy bắt em trong vòng 3 ngày, phải giao hết những thứ anh đã cho em, nếu không sẽ đánh em tiếp, hu hu. Không cần, đồ anh cho em sẽ là của em không cần quan tâm đến bà ta. Hồng Tuyết Oánh xoa bụng mình nói. Con à, mẹ không bảo vệ tốt cho con, khiến con sợ hãi. Là số con không tốt, không tìm được một gia đình hoàn chỉnh. Con yên tâm, ngay cả khi không có ba, mẹ cũng có thể chăm sóc con tử tế, con đừng rời bỏ mẹ nhé. Lâm Bồi nhìn dáng vẻ khóc lóc mỹ lệ của Hồng Tuyết Oánh, lại nói những lời nhỏ máu ông ta thật sự đau lòng. Em yêu, con trai của anh sao lại không có ba? Anh không phải là ba của nó sao? Vợ anh hung hãn như vậy, làm sao em và con ở lại thành phố B được nữa? Việc này... Giờ bà ta đánh em, sau này sẽ đánh con anh. Em không danh không phận theo anh, không sao hết. Bởi vì em thật sự rất yêu anh, nhưng con anh thì sao đây? Nét mặt Lâm Bồi lộ vẻ khó xử. Dĩ nhiên ông ta rất muốn có một đứa con trai, nằm mơ cũng muốn. Anh không nghĩ tới đường lui cho con trai à? Anh muốn sau này, con nó bị người ta chỉ trỏ, nói nó là con riêng ư? Nó bị như vậy, chi bằng giờ em cho nó chết quách đi cho xong. Ôi trời, em yêu, không nên kích động. Không nên kích động, để anh suy nghĩ được không? Lâm Bồi tuy thật thà nhưng không ngốc. Ông ta thừa biết Hồng Tuyết Oánh muốn danh phận chính thức, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn Chu Mạn Ngọc. Chuyện ly hôn này, ông ta chưa từng nghĩ đến. Từ khi vụ Lâm Bồi bao nuôi minh tinh bị vạch trần, nhà họ Lâm không còn là nhà nữa. Lâm Bồi đã quay về ầm ĩ một trận lớn với Chu Mạn Ngọc. Đôi vợ chồng già sống với nhau hơn 20 năm đã buông những lời độc địa, chẳng những mắng chửi mà còn vung tay vung chân. Lâm Tiêu và Lâm Du đứng giữa khuyên can. Ông nội tức giận đến nỗi ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Ông nội! Ông nội! Lâm Du vội vàng đỡ ông. Đưa đến bệnh viện mau! Tài xế đâu? Xe đâu? Mau lên! Lâm Bồi che khuôn mặt bị đau, nhìn Chu Mạn Ngọc buông một câu. Ly hôn, tôi muốn ly hôn với bà. Lâm Tiêu, Lâm Du cùng Chu Mạn Ngọc đau đớn đến tận tâm can. Vụ bê bối của nhà họ Lâm ngày nào cũng xuất hiện trên hot search. Đám anh hùng bàn phím theo dõi trông mong từng ngày. Đây quả thực là phiên bản của một bộ phim truyền hình gia đình kéo dài cả năm. Hết sức lố bịch. Giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị cũng bị ảnh hưởng rất lớn, giảm mạnh mỗi ngày. Trong lúc Lâm Bồi đang rứt đầu mẻ chán, ông ta phát hiện toàn bộ tài sản đứng tên mình đều bị Chu Mạn Ngọc sang chuyển. Ngay cả thẻ tín dụng ông ta dùng cũng bị ngân hàng đóng băng. Qua bao nhiêu năm như vậy, cho tới bây giờ, ông ta vẫn không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản. Tất cả đều do Chu Mạn Ngọc quản lý. Chu Mạn Ngọc là người phụ nữ vô cùng khôn khéo. Nếu không thể giữ được người đàn ông thì sẽ chiếm lấy tiền. Bà ta không để cho Lâm Bồi một xu. Trái lại,
còn để lại cho Lâm Bồi rất nhiều khoản nợ. Bà ta muốn nhìn xem con hồ ly tinh kia có thể tiếp tục ở bên Lâm Bồi không một xu dính túi nữa không. Nếu vẫn ở bên nhau thì đó là tình yêu đích thực, bà ta sẵn sàng tác thành. Trong vòng một đêm, từ một kẻ giàu sang, Lâm Bồi biến thành một kẻ nợ nần nghèo kiết xác. Đêm khuya, trong phòng họp của tập đoàn Lâm Thị vẫn còn sáng ánh đèn, mấy vị lãnh đạo cao cấp bận tối mày tối mũi. Không ai nghĩ rằng tình hình của tập đoàn Lâm Thị đột nhiên phải đối mặt với hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Lãnh đạo cấp cao đều là những cổ đông nhỏ nắm giữ cổ phần trong công ty, hầu hết là họ hàng đầu tư vào. Tất cả bọn họ đang cố gắng thay đổi hoàn cảnh khốn cùng của tập đoàn Lâm Thị. Nhưng cây đổ là do mọi người đẩy. Lâm Bồi dính dáng vào vụ bê bối lớn như vậy, hình tượng của cả tập đoàn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi bọn họ nhanh chóng bổ sung lỗ hổng tài chính, bằng không tập đoàn Lâm Thị xem như xong đời. Lâm Bồi ngồi lặng trong phòng làm việc của mình. Ông ta không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế. Ông ta nuôi tình nhân bên ngoài thì sao chứ? Rất nhiều bạn bè bên cạnh ông ta đều như vậy. Có người không chỉ bao nuôi một hai em tình nhân. Ông ta chỉ muốn một đứa con trai, chưa từng nghĩ sẽ đổi vợ. Điều này cũng là sai ư? Thư ký gõ cửa bước vào, e dè nói. Chủ tịch, đây là tình hình tài chính của ngài, mời xem qua. Vì lo lắng mà Lâm Bồi trông như già đi vài tuổi, giơ tay lên, chậm chậm vẫy tay. Cứ để đấy, cô ra ngoài đi. Thư ký không dám nhiều lời, đặt bản báo cáo tài chính lên bàn làm việc rồi vội vã lui ra. Lâm Bồi cầm tập tài liệu, run rẩy lật tờ cuối cùng. Vừa nhìn suýt chút nữa thì nôn ra máu. Chu Mạn Ngọc đã chuyển giao hết tâm huyết cả đời ông ta. Hiện tại số tiền trong tài khoản cá nhân của ông ta có thể sử dụng được là không đồng. Ông ta nhớ lại ánh mắt khiếp đảm và nghi ngờ vừa rồi của thư ký. Khó trách, ông ta bây giờ còn không bằng đám nhân viên công chức làm công cho họ. Di động vang lên, là điện thoại của em trai Lâm Húc. Alo, muộn vậy còn có việc gì à? Ông ta cẩn thận che giấu tâm trạng xa xút. Lâm Húc hỏi thẳng. Giờ anh đang ở đâu? Sao thế? Ở nhà hay ở căn hộ cho thuê? Chú có ý gì? Nhìn hả hê lắm đúng không? Lâm Húc thở dài, thay đổi cách hỏi. Tài chính của Lâm Thị thiếu hụt bao nhiêu? Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt rồi nói. Ở công ty. Được, nửa tiếng nữa em đến. Nửa tiếng sau, Lâm Húc xuất hiện đúng giờ trong văn phòng của Lâm Bồi. Chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của anh trai, Lâm Húc chỉ biết thở dài. Em mới từ bệnh viện tới đây, tình hình của ba xem như ổn rồi. Lâm Bồi chỉ im lặng hút thuốc, toàn bộ văn phòng nồng nặc mùi thuốc. Trong chiếc gạt tàn thủy tinh, đầy đầu mẩu thuốc lá. Anh, Hoa Tổng đâu? Không liên lạc được. Lâm Bồi bất lực đáp. Không liên lạc được? Nhưng ông ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lâm Thị cơ mà. Lâm Thị gặp nguy, ông ta không biết sao? Lâm Bồi vẫn lặng lẽ hút thuốc. Lâm Húc tha thiết nói. Anh à, thật ra ngay từ đầu em đã cảm thấy tên Hoa Thiên Minh này không đáng tin cậy. Hiện tại xem ra ông ta thật sự có vấn đề. Ông ta chủ yếu làm gì? Bối cảnh ra sao? Ông ta đầu tư một khoản lớn như vậy để vực Lâm Thị dậy, nhưng lại không muốn quyền quản lý. Mục đích của ông ta là gì? Giờ Lâm Thị gặp chuyện không may, ông ta cũng bị thua lỗ. Ông ta không lo lắng ư? Anh không cảm thấy ông ta rất có vấn đề sao? Lâm Bồi sốt ruột hỏi. Có thể có vấn đề gì? Em và anh đều là thương nhân. Chúng ta biết thế nào là kinh doanh thua lỗ mà. Lâm Thị vốn là một doanh nghiệp đứng trước bờ vực thẳm. Sao ông ta phải đầu tư nhiều tiền vào như vậy? Biết rõ là thua lỗ mà vẫn muốn ném tiền vào Lâm Thị. Ông ta chắc chắn có mục đích. Thần kinh mẫn cảm của Lâm Bồi đau nhói trước mấy câu nói của Lâm Húc. Ông ta hét lên. Chỉ có chú hiểu về kinh doanh, chỉ có chú mới biết cách quản lý. Chú thấy Lâm Thị không có gì lạc quan.
chỉ có kẻ ngốc mới đầu tư vào, đúng không? Anh, em không có ý đó. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại cẩn thận đi. Không có chiếc bánh nào rơi từ trên trời xuống đâu. Hoa Tổng là bạn chí cốt bao năm của anh. Mấy lần anh gặp khốn khó, đều được ông ta giúp đỡ tận tình. Ông ta giống như anh em không yêu cầu, anh phải đền đáp. Tốt hơn nhiều so với anh em ruột thịt. Vậy lần này thì sao? Chỉ vì chuyện của anh bị lộ. Mà một Lâm thị lớn như vậy cứ để sụp đổ sao? Chú đừng nói nữa. Chú hỏi anh lỗ hổng tài chính. Anh còn tưởng chú sẽ giúp anh một tay. Nếu chú đến chỉ để chế giễu anh thì xin cảm ơn. Vì đã quan tâm. Anh có thể nghe em phân tích được không? Anh không cảm thấy Hoa Thiên Minh có vấn đề à? Anh không thấy ông ta có vấn đề gì cả. Ngược lại, chú mới là người có vấn đề. Sao? Sợ tập đoàn Lâm Thị chèn ép bất động sản Phong Việt, nên chú muốn châm ngòi ly gián phải không? Lâm Húc cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi. Rõ ràng, lòng tốt của ông đã bị anh trai biến thành lòng lang dạ thú. Anh à, anh tỉnh táo lại đi. Em thật sự không phải tới để cãi nhau. Anh là người hiểu rõ hoạt động của Lâm Thị hơn bất kỳ ai. Giá cổ phiếu của Lâm Thị hoàn toàn dựa vào nguồn vốn được liên tục đầu tư. Tên Hoa Thiên Minh kia là người như thế nào mà lắm tiền như vậy? Lâm Bồi ngẫm nghĩ. Đúng vậy. Mỗi khi giá cổ phiếu của Lâm Thị có biến động, Hoa Thiên Minh sẽ đầu tư một khoản tiền lớn để tăng giá cổ phiếu. Nhưng với lần giảm sụt mạnh này, Hoa Thiên Minh lại mất liên lạc. Chẳng lẽ ông ta không quan tâm đến những khoản đầu tư trước đó? Là hàng chục tỷ đấy. Lâm Bồi càng nghĩ càng lo lắng. Ông ta nghĩ Hoa Thiên Minh đã xảy ra chuyện gì đó ở nước ngoài nên mới mất liên lạc. Anh à, em thật sự không muốn anh bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Dù sao, em cũng là em ruột của anh. Không lẽ lại hại anh à? Hừm, chú bớt giả mù sa mưa đi. Tiểu Lý, tiễn khách. Anh à, anh... Lâm Húc bất lực. Khuyên nhủ không có kết quả, đành phải rời đi. Hai anh em vốn có khoảng cách, lần này thì thể diện đã hoàn toàn bị xé nát. Mấy ngày gần đây, không ai biết chuyện ầm ĩ của nhà họ Lâm. Chuyện tình của Lâm Bồi và chuyện Chu Mạn Ngọc hành hung vợ bé trên phố đã trở thành chủ đề đàm tiếu của mọi người. Hồng Tuyết Oánh hoàn toàn biến thành một tên hề. Clip và ảnh chụp cô ta bị lột quần áo hành hung trên đường không ngừng phát tán, được dân mạng toàn cầu xem và nhiệt tình bình luận. Từng là đóa hoa xinh đẹp nổi tiếng, nay cô ta lại trở thành con chuột chạy ngoài đường, bị người ta đuổi đánh. Trong lúc ở bệnh viện dưỡng thai, Hồng Tuyết Oánh thường xuyên bị người ở các phòng bên chỉ trỏ. Ngay cả bác sĩ và y tá cũng hết sức thờ ơ với cô ta. Kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, cuối cùng không dễ được xã hội tha thứ. Tài sản bị Chu Mạn Ngọc sang tên, Lâm Bồi không còn xu nào, cuộc sống rơi vào túng quẫn, nên ông ta liền chuyển chú ý sang Hồng Tuyết Oánh. Lúc ấy, Hồng Tuyết Oánh quả thật bị thương không nhẹ. Cô ta dưỡng thương và dưỡng thai trong phòng bệnh suốt, nên không kịp thời nắm rõ tình huống bất ngờ của tập đoàn Lâm Thị. Lúc Lâm Bồi đưa ra đề xuất muốn bán căn hộ cao cấp của cô ta, cô ta đã không hề nghĩ ngợi mà ký ngay. Lâm Bồi cười ha hả nói. Em yêu, em xem, nơi ở của chúng ta hiện đã bị tra ra, không còn an toàn nữa, chi bằng bán đi chọn nơi khác. Hồng Tuyết Oánh vội hỏi. Chọn nơi nào? Tùy em chọn nơi nào trên thế giới này cũng được. Với tình hình trước mắt, anh nghĩ hay là em ra nước ngoài tránh tạm rồi nói tiếp. Hồng Tuyết Oánh xoa bụng nói. Lâm Bồi, trong bụng em là con trai anh. Anh định để con ruột anh lưu vong ở nước ngoài sao? Sao có thể? Nếu em không muốn ra nước ngoài, thì ở trong nước cũng được. Anh sẽ tìm mấy tên vệ sĩ bảo vệ em. Nhưng nhà thì vẫn phải thay đổi. Em thích nơi Dương Liễu Nhi sống. Em đã từng đến đó lúc cô ta mở tiệc tại nhà. Đó là khu biệt thự ven hồ. Biện pháp an ninh rất tốt. Lâm Bồi nghĩ thầm. Cô thật khéo chọn, toàn chọn nơi xa hoa.
nhưng mặt ông ta vẫn bừng bừng khí thế, đồng ý ngay. Được, không thành vấn đề. Thật sao? Hồng Tuyết Oánh vô cùng phấn khích. Em yêu, có bao giờ anh lừa em không hả? Em nói không muốn thuê nhà, anh lập tức mua nhà cho em ở. Em nói xe chuyên dụng của công ty quản lý cấp cho em, có mùi nồng, anh lập tức mua xe cho em. Em nói xem, sao anh có thể lừa em chứ? Hứ, ai biết được có phải anh đang nói lời ngon tiếng ngọt hay không? Lâm Bồi thoáng nở nụ cười hiền hậu, nói. Anh nào có nói lời ngon tiếng ngọt, là anh thật sự lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con em. Mụ điên kia, chuyện gì cũng có thể làm được. Tốt hơn hết, chúng ta vẫn nên đổi chỗ thì hơn. Hồng Tuyết Oánh vẫn không yên lòng. Sao anh không mua căn hộ ven hồ kia trước đi? Ôi chao, bà cô của tôi ơi, giới hạn mua. Em có nhà đứng tên rồi, không thể mua tiếp. Ý anh là biệt thự ven hồ kia cũng đứng tên em? Đương nhiên. Lúc ấy Lâm Bồi nghĩ, trước mắt phải liên lạc với Hoa Thiên Minh. Chỉ cần bổ sung lỗ hổng tài chính, tập đoàn Lâm Thị có thể thoát chết hồi sinh. Đến lúc đó đừng nói tới một căn biệt thự ven hồ, đến toàn bộ khu vực đó cũng có thể tóm gọn nhét vào túi. Ông ta quả là đã khoa trương quá mức, vẫn liều chết không chịu thừa nhận cảnh khốn khó trước mắt. Lâm Bồi giơ tập hợp đồng mua bán ra, dụ dỗ. Nào em yêu, ở đây, ở đây, ở đây và ở đây nữa. Em ký hết ở đây. Đợi bán xong căn hộ này, em sẽ có một tòa lâu đài mơ ước của mình. Hồng Tuyết Oánh vô cùng phấn chấn, nghĩ tới đứa con sắp chào đời. Chắc ông ta không lừa mình đâu. Vì vậy, cô ta không suy nghĩ liền ký ngay. Lâm Bồi cầm tập hợp đồng có chữ ký, bán gấp căn hộ và chiếc xe sang trọng tặng Hồng Tuyết Oánh lúc trước. Thoáng chốc có hơn 70 triệu bỏ túi, ông ta lại có thể duy trì thể diện bên ngoài. Sau khi Hồng Tuyết Oánh biết được tình hình thực tế thì đã tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Trong giới giải trí, cô ta luôn không nổi không tàn. Kiếm thì ít, tiêu thì nhiều, còn lâu mới bằng các minh tinh khác như Dương Liễu Nhi. Thật ra, cô ta cũng thuộc nhóm người phiêu bạt phương Bắc. Trước khi gặp Lâm Bồi, vẫn hay sống trong một căn hộ cho thuê. Người phiêu bạt phương Bắc ý chỉ những người ngoại tỉnh ở nơi khác tới Bắc Kinh làm ăn sinh sống. Sau đó Lâm Bồi mua nhà cho cô ta liền trả lại căn hộ ban đầu. Giờ thì hay rồi, không còn nhà thuê, không còn người hâm mộ, không còn sự nổi tiếng, không còn sự nghiệp, cô ta đã mất hết tất cả. Lâm Bồi, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Cô ta nổi điên hét lên trong điện thoại. Lâm Bồi lựa lời khuyên nhủ. Em yêu, đó chỉ là tạm thời ứng biến, em đừng có vội, hãy giữ gìn sức khỏe. Nói láo, Lâm Bồi, ông đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ, cuộc đời tôi đã bị ông phá hỏng rồi. Em yêu, đừng nóng giận, hãy cho anh thêm chút thời gian. Chỉ cần anh vượt qua cửa ải khó khăn này thì chúng ta sẽ ổn cả thôi. Anh và Chu Mạn Ngọc nhất định sẽ ly hôn. Đến lúc đó anh nhất định sẽ lấy em. Chắc chắn đó. Anh cam đoan với em. Hồng Tuyết Oánh tức giận im lặng nắm chặt điện thoại. Ban đầu cô ta còn tưởng mình có thể được gả vào nhà quyền thế. Từ nay về sau cuộc sống của một phu nhân giàu có. Ai ngờ cô ta lại gặp phải kẻ lừa đảo. Em yêu, quả thực mấy ngày vừa qua anh đã gặp chút khó khăn, nhưng chẳng phải em từng nói em yêu anh chứ không phải yêu tiền của anh đó sao? Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ sống cuộc sống bình đạm, anh nhất định sẽ cho em trải qua những ngày tháng tốt lành. Câu nói này như tờ ngân phiếu khống tát vào mặt Hồng Tuyết Oánh, đập nát trước mặt nạ của cô ta. Lâm Bồi, ai muốn cùng ông một nhà ba người sống bình thản qua ngày chứ? Ai muốn lấy một lão già khọm nghèo hèn như ông hả? Nếu không phải thấy ông có mấy đồng tiền bẩn, thì ông cho rằng tôi sẽ sống với ông chắc. Tôi nói cho ông biết, mỗi lần nghĩ tới phải qua đêm với ông mà tôi buồn nôn. Ông tự hiểu đi, già như ông, xấu như ông, còn không biết xấu hổ. Nói cùng tôi trải qua những ngày tháng tốt lành, tôi nhổ vào.
Gặp ông, tôi thật sự đi đời nhà ma rồi. Ông đi chết đi, Lâm Bồi. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Tuyết Oánh không nói hai lời, nhấn chuông gọi y tá, lập tức yêu cầu phá thai. Bào thai đó đã có phôi thai và tim thai. Lần xét nghiệm cách đây không lâu đã xác nhận là con trai. Việc phá thai diễn ra rất nhanh, chỉ vài phút mà thôi. Lúc Lâm Bồi vội vã đến bệnh viện thì Hồng Tuyết Oánh đã làm xong thủ tục xuất viện rời đi, chỉ để lại cho ông ta một dòng tin nhắn. Đồ ghê tởm. Lâm Bồi thẹn quá hóa giận, thẳng tay xóa ba chữ đó đi. Quả nhiên là con hát vô tình. Cố Đông Quân vẫn ở trong nhà tĩnh dưỡng, hai chân anh bó thạch cao nên ra ngoài cũng bất tiện. Anh nắm được thông tin nhà họ Lâm thông qua tin tức trên mạng nên lo lắng cho Lâm Du. Đã mấy ngày rồi, Lâm Du không chủ động liên lạc với anh. Phan Tuệ gõ cửa bước vào, bưng hoa quả trong tay, nhìn dáng vẻ lo lắng của con trai liền hỏi. Con đang lo cho Lâm Du hả? Cố Đông Quân bỏ điện thoại xuống, im lặng. Nhà họ Lâm gần đây có nhiều chuyện, đương nhiên là con bé chẳng thèm quan tâm đến con rồi. Mẹ, mẹ chớ có nhiều chuyện. Được, 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 mẹ không nói nữa. Chỉ có điều mẹ muốn nhắc nhở con. Nhà họ Lâm gây ra nhiều vụ scandal lớn như vậy, có nhiều tin đồn không tốt. Nếu con muốn tiến tới với Lâm Du, thì chưa chắc ba của con đã đồng ý. Mẹ nói nhiều quá đấy. Phan Tuệ bất lực ngậm miệng lại, đặt hoa quả xuống rời đi. Cố Đông Quân nhíu mày lo nghĩ. Thật ra giữa anh và Lâm Du chỉ còn thiếu một câu thổ lộ chính thức. Cả hai đều hiểu rõ tâm ý của đối phương. Anh cứ nghĩ rằng sau khi xuất viện sẽ có tiến triển. Không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Suy nghĩ một lát, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm cô. Chú ý sức khỏe, hãy suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm chuyện gì. Câu đầu tiên, Lâm Du hồi âm. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Ngay bây giờ. Tháng 8, mùa hè nóng bức, đúng vào dịp nóng nhất của thành phố B. Ở hai hàng cây bên đường, tiếng ve kêu râm ran liên hồi như không biết mệt mỏi. Dưới tàng cây ngô đồng, Cố Đông Quân ăn mặc chỉnh tề, ngồi đợi trên xe lăn. Anh mặc đồ tây trang công sở, áo sơ mi, cà vạt đồng bộ. Mới vừa ngồi chưa tới 2 phút mà toàn thân anh đã ướt đẫm. Một lát sau, Lâm Du đến, cô dừng xe ở ven đường. Vừa thấy cô, bất giác Cố Đông Quân thẳng lưng lên, nhấc tay sửa lại cà vạt. Lâm Du ăn mặc thoải mái, cô mặc đầm dây in hoa, để lộ ra chiếc cổ thon gọn, cánh tay mảnh khảnh và đôi chân dài cân đối. Chiếc đầm trắng in hoa, hình tường vi màu hồng nhạt, loài hoa rất hợp với độ tuổi của cô. Thấy cô đến gần, Cố Đông Quân cảm giác hơi thở mình dồn dập. Không biết là vì nóng hay vì nguyên nhân khác. Mấy ngày không gặp, hình như Lâm Du đã gầy hơn, dáng người cô nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô mất. Lâm Du đến trước mặt anh, cô nhìn anh cười khanh khách hỏi. Thầy Cố, thầy mặc như vậy không nóng sao? Bờ môi Cố Đông Quân khẽ mở nhưng không đáp lại. Cô cười, anh cũng cười theo. Thầy Cố, chỗ này nóng lắm, sao anh không vào trong chờ? Vừa dứt lời, Lâm Du đã chủ động đẩy xe cho anh. Tài xế của anh đâu? Cô hỏi tiếp. Sao lại bỏ anh ở đây? Phải biết rằng một người tàn tật như anh mà ngồi ngay lối ra vào sẽ dễ ảnh hưởng đến người khác, đồng thời có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Đây là hành động không sáng suốt. Thầy Cố không biết sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Du cứ gọi anh là thầy Cố này, thầy Cố nọ. Ban đầu, anh nghĩ cô gọi thế là để phân rõ ranh giới với anh. Nhưng nghe nhiều lần rồi anh cũng quen tai. Bây giờ anh nghe lại có cảm giác thật đặc biệt. Cô giáo Lâm, chẳng phải do anh xem trọng buổi gặp mặt của chúng ta hay sao? Em thử mặc tây trang, áo sơ mi xem có nóng không? Cố Đông Quân trêu cô. Lâm Du đẩy anh vào nhà hàng, không khí lập tức trở nên mát mẻ. Hai người chọn một ít thức uống lạnh, ngồi đối diện nhau.
Cổ Đông Quân uống trà theo thói quen, còn Lâm Du cầm một ly kem múc hết thìa này đến thìa kia. Sao thầy cô giống ba em thế? Trời nóng như vậy mà còn uống trà, chẳng lẽ không nóng sao? Khát vì nóng thì càng phải uống đồ nóng. Khoa học chứng minh, nước nóng có thể giải khát tốt hơn cả nước lạnh. Lâm Du vội vàng ngăn cản. Này này này, hiếm khi chúng ta gặp mặt một lần, em không muốn ngồi nghe anh giáo huấn đâu. Cổ Đông Quân cười cười. Được rồi, vậy em muốn nghe anh nói cái gì? Lâm Du ngậm một thìa kem trong miệng. Sự ngọt ngào mát lạnh, mềm mại, hòa trộn với nhau. Hai mắt cô nhìn anh sáng ngời, nói năng mập mờ. Nói anh nhớ em. Cổ Đông Quân kinh ngạc nhìn cô. Ai ngờ cô đảo mắt sang nơi khác nói. Không nghe thấy thì thôi, lời hay không nói hai lần. Nói chuyện phiếm một lúc, Lâm Du khẽ thở dài, cuối cùng cô nói vào trọng điểm. Chắc anh đã nghe chuyện nhà em rồi chứ? Tin tức lan tràn mấy ngày nay, khó mà không biết. Lâm Du gượng cười. Để anh chê cười rồi. Cổ Đông Quân an ủi, nói. Rồi sẽ qua thôi, đừng lo lắng. Lâm Du lại lắc đầu. Tuy giả bộ bình tĩnh kiên cường, lại cố ý dùng nụ cười để che giấu, nhưng cô chẳng thể giấu được đôi mắt sưng đỏ. Vừa mới bắt đầu thôi, ha ha, thì ra người thân thiết nhất cũng có thể trở thành kẻ địch. Lâm Du múc một thìa kem to cho vào miệng. Kem thật ngon, em thích ăn đồ lạnh lắm. Cổ Đông Quân nhìn cô cười, nhưng cũng nhận ra sự buồn bã trong lòng cô. Có cần anh giúp gì không? Không, chỉ cần mỗi lần em hẹn anh là anh có mặt, như bây giờ vậy. Được rồi. Lâm Du ngơ ngác nhìn anh, khí chất tao nhã lịch sự của anh khiến cô mê đắm, đặc biệt là nụ cười dịu dàng ấy làm cô muốn nhũn cả tim. Kem trong miệng dù có mềm ngọt đến đâu, cũng không thể sánh bằng một phần vạn nụ cười của anh. Nhưng càng nhìn, bất giác lòng cô càng chua xót. Bây giờ cô lại không đủ tự tin và dũng khí để theo đuổi anh nữa. Cô lấy ngón út lau đi giọt lệ sắp rơi bên khóe mắt, cười một cái rồi tiếp tục múc kem ăn. Dáng vẻ này của cô khiến Cố Đông Quân càng thêm lo lắng. Từ lúc anh biết cô đến nay, tính cách cô lúc nào cũng như hoa mùa hạ, sán lạn như ánh mặt trời, tính tình thẳng thắn, có gì cũng viết hết lên mặt, không che giấu điều gì. Nhưng hôm nay, Lâm Du lại có bí mật nho nhỏ của mình. Cô đã biết trốn tránh, biết che giấu. Cô giáo Lâm, những thứ này không tốt cho sức khỏe. Sao anh giống ba em thế? Lâm Du buồn miệng nói, nhớ tới ba mình thì tâm trạng cô lại càng buồn bã hơn. Lần đầu tiên Cố Đông Quân nhìn thấy cô thế này, anh có cảm giác chân tay luống cuống. Trên quan trường, anh có thể thao thao bất tuyệt, bày mưu lập kế, nhưng đối mặt với cô thì lại chẳng có đất dụng võ. Anh thở dài gì đó? Lâm Du nghe thấy thì cười khổ, hỏi. Em còn chưa thở dài đây này. Cố Đông Quân nói lời chân thành. Đã không thể làm gì, thì em vẫn phải biết chăm sóc mình. Đừng để người quan tâm em phải lo lắng. Thầy Cố, anh lại bắt đầu giảng đạo rồi. Đang lúc hai người im lặng hưởng thụ khoảng thời gian ngồi cạnh nhau, cửa chính bỗng mở ra. Một đôi nam nữ dính nhau như sam đi vào, dáng vẻ vô cùng thân mật. Điều này cũng không quan trọng. Dù sao, nơi này vẫn thường có cặp tình nhân ra vào. Cái quan trọng là người đàn ông này là Tống Đình Uy, còn người phụ nữ đó lại là Dư Hoan. Tống Đình Uy và Dư Hoan vẫn còn ở bên nhau sao? Lập tức lửa giận bốc lên, đôi mắt Lâm Du như liệt hỏa cháy hừng hực, nhìn về phía đôi nam nữ chó má kia. Dư Hoan vừa đi vào, đã thấy Lâm Du ngồi bên cửa sổ. Cô ta nhát gan, kéo Tống Đình Uy lại dùng ánh mắt ám chỉ. Tống Đình Uy nhìn lại theo phản xạ, cặp mắt bỗng sáng lên. À, là em vợ à? Nhìn thấy người đối diện anh ta càng hứng thú hơn. Ồ, đây không phải là ngài thị trưởng sao? Khí thế của anh ta vô cùng càn quấy, cố ý nói.
Ấy, không không không, gọi sai rồi, phải gọi là cựu thị trưởng chứ. Thái độ Cố Đông Quân lạnh nhạt. Trải qua cuộc điều tra và bị cách chức tạm thời, anh đã sớm nếm trải thói đời nóng lạnh. Vì thế cũng đã miễn dịch lâu rồi. Nhưng Lâm Du lại không như thế. Vốn dĩ nhìn thấy cặp nam nữ chó má này thì cô đã bén lửa rồi. Nay lại nghe thấy anh ta châm chọc người cô yêu thì chẳng nhịn nổi nữa. Dư Hoan, tại sao cô lại đi cùng với anh ta? Lâm Du chẳng thèm nói với Tống Đình Uy, nhưng cô không thể bỏ qua cho Dư Hoan được. Cô không biết anh ta là vị hôn phu của người khác sao? Cô ngang nhiên ra vào có cặp có đôi với hôn phu của chị em mình mà cũng được hả? Dư Hoan tự biết mình đuối lý, cô ta rụt rè trốn sau lưng Tống Đình Uy. Từ nhỏ Lâm Du đã không chơi thân với Lâm Tiêu mà lại thường xuyên tụ tập với Lâm Thiển. Cô ta không đấu lại Lâm Thiển cho nên cũng không trêu nổi Lâm Du. Xem ra lần trước Lâm Thiển còn chưa dạy dỗ cô đủ phải đúng không? Lâm Du tiến lên trước hai bước. Dư Hoan, cô ra đây. Chúng ta nói vài câu chơi cho vui.